chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong sáng nay, mưa vẫn xảy ra rải rác tập trung nhiều ở khu vực ven biển như là Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc. Có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to nên cảnh báo sạt lở đất và lũ quét cũng được đưa ra để người dân phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Tuy nhiên, từ trưa chiều nay, trời sẽ tạnh ráo và nhiều nơi có nắng, với nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt mức 29 cho đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhìn chung thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động thường nhật của người dân. Thủ đô Hà Nội nằm ở phía đông Bắc Bộ nên trong sáng nay trời còn nhiều mây và có mưa nhỏ ngắt quãng, diện mưa không đều. Đến trưa chiều nay trời sẽ giảm mây và có nắng nhẹ trở lại với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức 32 độ và giảm về mức 28 độ trong tối nay. Và trạng thái tạnh ráo sẽ kéo dài trong 2 ngày nghỉ cuối tuần tại các tỉnh miền Bắc, thời tiết ủng hộ cho các hoạt động vui chơi ngoài trời và du lịch của quý vị. Như ở Hà Nội thì nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức 32 đến 33 độ. Tuy nhiên, sang những ngày đầu tuần mới thì thời tiết sẽ có những thay đổi khi gió mùa tràn về, khiến cho mưa gia tăng và nhiệt độ cũng giảm nhẹ. Với các tỉnh thành miền Trung, trời có nắng từ sáng và sẽ còn kéo dài đến chiều tối, với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ. Chỉ lưu ý là các tỉnh Nam Trung Bộ từ Phú Yên cho tới Bình Thuận, chiều tối có mưa rào và dông rải rác do ảnh hưởng của hình thế gây mưa phía Nam. Trong cơn dông, đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Thành phố biển Đà Nẵng nằm ở khu vực Trung Trung Bộ nên ban ngày phổ biến có nắng vừa phải với nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng 32-33 độ. Đến tối, nhiệt độ giảm xuống mức nhiệt 27-28 độ nên khá mát mẻ. Mưa ít có khả năng xảy ra trên diện rộng. Nhìn chung, kiểu thời tiết này khá thuận lợi cho mọi hoạt động cũng như những hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây. Trong khi đó, thì tại các tỉnh thành phía Nam bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lại kết hợp với rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ, nên từ trưa chiều nay mưa sẽ xuất hiện và lượng mưa càng gia tăng về chiều tối. Trong cơn dông, đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Người dân cũng chú ý nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp vào giờ tan tầm, ảnh hưởng tới các hoạt động lưu thông. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay mưa dông vẫn tiếp tục xảy ra vào khoảng thời gian chiều tối và đêm do hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Trong cơn dông và chiều tối dễ kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm, người dân cần hết sức đề phòng. Còn ban ngày thì mưa giảm gián đoạn và xen kẽ có lúc trời chuyển nắng nhẹ nên nhiệt độ cao nhất dao động xung quanh ngưỡng 32 đến 33 độ. Các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của giải thấp bị nén yếu bởi bộ phận không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió ở mực 1.500m. Do vậy mà khu vực này đã xuất hiện mưa rông. Cục bộ thì có nơi có lượng mưa lớn như là tại Tam Đường Lai Châu là 153mm, ở tại Lào Cai là 136mm hay tại Hoàng Su Phì là 88mm. Từ ngày hôm nay, với quá trình hội tụ gió trên khu vực này yếu dần nên mưa rông cũng sẽ giảm trên hầu khắp các nơi thuộc khu vực Bắc Bộ. Chỉ có thể xảy ra mưa rông cục bộ vài nơi. Riêng ở các tỉnh vùng núi vẫn còn chịu ảnh hưởng của hội tụ gió yếu nên về chiều tối có thể xảy ra mưa rông diện rải rác. Quý vị cần phải lưu ý với điểm có cơn mưa rông mạnh, dễ kèm theo hiện tượng cực đoan như là lốc, sét và gió giật gây nguy hiểm. Ban ngày thì có xuất hiện nắng gián đoạn với nhiệt độ có xu hướng tăng lên. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này phổ biến trong khoảng nhiệt từ 29 đến 32 độ. Đối với các tỉnh thành khu vực miền Trung, ở tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, trong hôm nay chỉ có mưa rông xuất hiện cục bộ vài nơi. Ban ngày ở các khu vực này hầu như khá là khô ráo và có xen kẽ nắng nhẹ. Do vậy mà nền nhiệt ở các khu vực này cũng không cao, với nhiệt độ cao nhất vào ban trưa ở vòng ngưỡng nhiệt 31 đến 33 độ. Trong khi đó, ở tại khu vực Nam Trung Bộ vẫn còn có thể xuất hiện mưa rông diện rải rác vào khoảng chiều tối và đêm. Và trong cơn rông thì có khả năng xảy ra lốc, sét và cả gió giật mạnh. Ban ngày thì mưa vẫn giảm cục bộ chỉ vài nơi và xen kẽ có lúc trời hửng nắng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này phổ biến trong khoảng nhiệt từ 30 đến 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình vẫn sẽ là nguyên nhân duy trì mưa rông trên cả hai khu vực này. Tuy nhiên thì cường độ mưa cũng có giảm dần, đồng thời thời gian mưa cũng không kéo dài trong ngày. Mưa rông tập trung nhiều vào thời gian chiều tối và đêm. Quý vị và các bạn cần phải lưu ý đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mưa rông như là tố lốc và gió giật mạnh. Ban ngày thì vẫn có lúc sẽ có gián đoạn mưa, với nhiệt độ ban trưa tại khu vực Tây Nguyên phổ biến mức nhiệt là 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Mưa đã giảm, hầu như ít nơi xuất hiện mưa, chỉ là cục bộ với lượng mưa nhỏ. Tại trung tâm thủ đô, tiết trời chuyển khô ráo hơn. Về thời điểm trưa chiều, trời sẽ chuyển nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày, tăng lên ngưỡng nhiệt là 30 đến 32 độ. Thời tiết nhìn chung khá là ủng hộ cho quý vị có thể tham gia mọi sự kiện ngoài trời với tiết trời cũng khá là mát mẻ và dễ chịu. Thành phố Việt Trì cũng nằm trong xu thế thời tiết chung với thủ đô Hà Nội. Do vậy vào buổi sáng thì trời vẫn còn nhiều mây, nhưng tiết trời chuyển khô ráo hơn với mức nhiệt độ khoảng từ 27 đến 29 độ. Về ban trưa và đầu giờ chiều mây giảm và trời chuyển nắng nhẹ với mức nhiệt tăng lên ngưỡng vừa phải nhưng mà không vượt quá ngưỡng nhiệt 32 độ. Có chăng vào thời điểm chiều tối, người dân nơi đây chú ý có thể xuất hiện cơn mưa dông cục bộ, kèm theo đó là lốc, sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Và đến với thành phố biển Đà Nẵng, ngày hôm nay thời tiết đã chuyển khô ráo hơn. Trời không còn mưa, ban ngày thì phổ biến có nắng vừa phải, với nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng 32 đến 34 độ. Ban đêm thì nhiệt độ giảm xuống mức nhiệt 25 đến 27 độ nên sẽ khá là mát mẻ. Nhìn chung kiểu thời tiết này khá là thuận lợi cho mọi hoạt động sinh hoạt cũng như là hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây. Đến với thành phố biển Nha Trang, thành phố này do nằm ở khu vực phía nam miền Trung nên hoạt động của gió mùa Tây Nam cũng có phần tác động gây ra mưa rông vào buổi chiều tối và đêm, nhưng cường độ mưa cũng không quá mạnh. Tuy vậy thì cũng cần phải chú ý ở những điểm có cơn rông mạnh kèm theo tố lốc nguy hiểm. Ban ngày ở nơi đây mưa giảm và xen kẽ có lúc trời có nắng nhẹ với mức nhiệt độ sẽ không vượt qua mức nhiệt là 32 độ. Nhìn chung thời tiết nơi đây khá là mát mẻ và trong lành. Thành phố Đà Lạt thuộc vùng núi Tây Nguyên chịu tác động bởi hoạt động của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên mưa rông thì vẫn sẽ duy trì trong ngày hôm nay. Mưa rông tập trung nhiều vào khoảng thời gian chiều tối và trong cơn rông cần chú ý đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Ban ngày thì mưa giảm gián đoạn với nhiệt độ cao nhất tại thành phố này phổ biến ngưỡng nhiệt là 21 đến 23 độ. Về ban đêm nhiệt độ vẫn giảm thấp xuống ngưỡng 15 đến 17 độ. Đến với thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm nay thì mưa rông vẫn tiếp tục xảy ra vào khoảng thời gian chiều tối và đêm do hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Trong cơn rông vào thời điểm chiều tối thì dễ kèm theo hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật nguy hiểm cần phải hết sức đề phòng. Ban ngày thì mưa giảm gián đoạn và xen kẽ có lúc trời chuyển nắng nhẹ nên nhiệt độ cao nhất tại thành phố dao động xung quanh ngưỡng nhiệt là 32 đến 33 độ.